Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì cuối cùng quái vật Rainbow Fan đã trở lại với chúng ta rồi. Và mình có rủ 500 anh em có mặt tại đây. Không biết là các bạn còn nhớ chỗ này không? Chỗ này chính là cái con gọi là The Blue King bị kẹt ngay đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ chui vào đây cho các bạn xem nha. Đây, đó, chỗ này là nó bị kẹt nè các bạn thấy chưa? Thì ngày hôm nay mình rủ 500 anh em vào đây cùng với mình phá đảo Chapter 2 nha. Rồi đi ra các em ơi, đi ra. Ở đây làm gì? Chỉ là vô coi thôi mà. Ai có mấy đứa trốn trong cái thùng này các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu vào trong chapter 2 phá đảo nha các bạn. Let's go! Vào vào các em ơi! Mình đang chạy à. À cái đoạn này lúc mình chạy thoát khỏi cái hàng rào. What? Rất là nhiều người chạy luôn các bạn ơi. Wow. Ý, có ai kìa? Hình như là đang cắt hàng rào các bạn ơi. Wow, các biện pháp an ninh. À là một ông lão các bạn. Ông lão này là ai? Tụi mình đã tới đây rồi các bạn, để xem coi chuyện gì xảy ra nha. Ô, ôi, bình tĩnh ông ơi, tụi con không có làm gì đâu. What? Chuyện gì vậy? Rồi bây giờ là ông đang nói tụi mình là đang làm gì ở đây các bạn. Ui, khứa áo xanh các bạn, khứa áo xanh đang chém gió kìa. Rồi để xem coi như thế nào nha. Nó nói cái gì mình cũng chả hiểu nữa. Một con quái vật ư? Cái con nói là con quái vật ư? Ta chắc chắn đó chỉ là trí tưởng tượng của cái con thôi. Không, thiệt mà. Không phải một con đâu, một đống luôn á. Rồi, tại chỗ này. À, tại sao cái con không giúp ta tìm đèn SOS? À, mỗi công viên đều có một cái. Rồi, được rồi, vậy là bây giờ mình phải đi tìm đèn à, ở trong công viên à. Wow, ê, có camera, hàng rào điện, không được vào cánh cửa này. Ui, tiến sĩ Red các bạn. Ui, lại là ông ta đã gọi là hạ lộ mặt rồi, ông bấm gì vậy? Oh no. Ông thả quái vật The Blue King và gọi là The Green ra. Rồi xong rồi lượm ơi. Các bạn thấy chưa? Cuối cùng này đã lộ diện rồi. Chuyện này sẽ vui lắm đây. Trời ơi ông này ông gọi là hả ác quá. Ta sẽ gọi những người khác. Rồi vậy là còn những con quái vật khác nữa đúng không? Ui rồi ôi. Các em ơi, cẩn thận nha. Bây giờ sao đây? Bây giờ vô trong tìm đèn thôi các bạn. Hay là tìm cái gì đây? Nhiệm vụ chúng ta là tìm 25 cái đèn. Wow, 25 cái đèn lận các bạn, đèn SOS để gọi là hạ giúp, để kiểu như là hạ cảnh báo bạn, để gọi là kêu người ta giúp mình á. Ví dụ ai mà thấy cái đèn đó người ta sẽ biết là tụi mình đang cặn SOS. Đây tìm được một cái rồi chứ đúng không? Rồi, hai cái rồi nè, tụi nó tìm được rồi. Ở đây đông lắm cho nên là tụi mình sẽ cố gắng tìm. Đây, đằng kia có mấy cái nè các bạn. Đó, mọi người đã tìm được rồi. Nhưng mà cẩn thận quái vật The Blue King nha. Ui, quái vật The Green kia. Nó kìa các bạn, đây có đèn nè. Đây có cái đèn nè, đây mình lấy được một cái rồi nè các bạn. Thấy chưa cái đèn nè. Ui, nó không thấy mình. Nó không thấy tụi mình anh em ơi. Đừng lo, nó không thấy tụi mình đâu. À, mình không nhảy được à. À, mình đi lên đây mình chơi các bạn ơi. Lên đây sẽ an toàn hơn. Wow, để xem trên đây nó có cái nào không. Ủa mà mình lên đây làm gì trời? Ui, chơi ngu rồi. Đứng trên đây chúng ta sẽ thấy được, quan sát được gọi là kia. Ui, một đứa đã tìm được, tìm thấy gì vậy? NATO nó tìm thấy gì đó các bạn ơi. Rồi, đi xuống. Đi. Có toilet nè. Trốn toilet đi các bạn. Ồ, trốn toilet nó an toàn hơn các bạn ơi. Đấy. Rồi, giờ sao ra? Đứa nào chơi đóng cửa vậy? Đứa nào chơi đóng cửa toilet vậy? Ê, mở cái cửa toilet ra. Ui, chạy. Rồi, đi. Bây giờ đi tìm tiếp các bạn ơi. Đây có đèn nè. Đấy, tìm đèn đi mấy em ơi. Rồi, hai cái rồi. Ba cái. Ui, từ từ, con quái vật The Green kìa. Ủa mà sao nó không đuổi theo tụi mình ta? Từ nha. Nó có bắt không? Ui. Ui, nó không bắt các bạn ơi. Ui, hình quá. Nó bị mù à. À, rồi. Ý, con, rồi xong một đứa nó bị bắt. Rồi xong. The Blue King nó bắt được rồi, các bạn thấy chưa, nó kia. Anh em, biến hình cái thùng. Trời ơi, bị bắt quá trời luôn các bạn. Đây, laser tag nè các bạn. Chỗ này rồi, rồi, mình đã gắn được 25 cái bóng đèn sẽ được gắn vào đây nha. Nhưng mà để tìm được thì phải nói là ối trời ơi luôn ấy. Rồi các em đem về. Cháp này khó lắm bạn ơi. Rồi lên chấm đỏ chạy là không cần núp. Là sao? Khoan từ. Lên chấm đỏ chạy không cần núp hả? Wow, đu dây lên à. Quá đã. Wow, The Blue King kìa. Nó không phát hiện. Ui quịch. Cái đầu gì đây các bạn. Nó cản bước tụi mình rồi. Đây có đèn nè, anh thấy đèn rồi. Nhưng mà cẩn thận The Blue King nha. Có đèn các em ơi. Ui, làm hết hồn vậy thanh niên. Đây. Từ. Chỗ này chỗ gì đây, vô được không? Vô được nè. Đây có đèn nè. Nhưng mà vô đây á, lỡ mà nó đuổi theo mình rồi sao ta? Oh no, bây giờ mình đi có một mình nè. Ê, what? Ghế đục, cái ghế nhà vua nè các bạn. Ghế của The Blue King. Bây giờ mình sẽ giành cái từ. Ha ha ha,
kể từ bây giờ ta chính là vua đây. Ghê chưa các bạn, đây chính là chiếc ghế của nhà vua The Blue King. What? Nó kìa. Ơi what? Nè cái chỗ này nè, chính là đây chính là cái lâu đài của gọi là nó kìa bạn ơi, nó kìa, xíu tí nữa hay ông lo chém gió. Đây chính là lâu đài của The Blue King nè, Blue Castle nè, các bạn thấy chưa? À, nó đi chưa nè em, nó đi chưa? Chúng ta phải nhìn. Ui, con Green kìa, núp vô. Trời ơi, tụi mình bị chặn đường rồi, bị dính bẫy rồi anh em ơi. Rồi xong, con ếch chạy đi. Đúng rồi, con ếch ơi, chạy đi, bị dính bẫy rồi. Không sao. Ây da, no. Đi, đúng rồi, đi. Đi, để tụi tôi chạy. Rồi, nó đi rồi bạn. Chạy. Oh no, cái gì vậy? Cái đại này sao đây? Sao toàn sương mù? Wow, anh ơi, đừng bắt em. Thôi, đứa nào thử thách thì thử thách đi. Mình, đó chính là cánh tay của con gọi là ham đập con búp bồ các bạn ơi. Kìa, cái gì vậy, nói gì vậy? Con này cẩn thận nha anh, thôi em chơi luôn đi, anh lên trên. Ê, bị con màu tím kéo, oh no, bị bắt rồi kìa. No, người anh em NATO, no. Trời ơi, rất là nhiều người bị bắt luôn các bạn ơi. Từ, đừng có chạy. Đấy, cứ đứng im đi. Ở đây á, à còn một cái một bên kia các bạn. Anh thấy rồi, đi thôi em. Anh thấy rồi. Nó phát sáng bên kia kìa. Bên này nè, hướng bên này. Ôi, cẩn thận con Green. Từ. Vậy là ở trong màu tím, trong cái chỗ màu tím các bạn ơi. Thôi anh em tìm đi. Ở đây nè. Rồi, tụi nó lấy được rồi. Về thôi anh em. Được của nó, anh em làm tốt lắm. À, rồi. Không, một người không thể nào mà phá đảo chịu nổi đâu các bạn ơi. Rồi, vô. Con Green thì nó kiểu như nó bị mù á. Rồi, hay lắm. Yeah, có ánh sáng rồi, đừng nha. Cứ bình tĩnh. Ui, hình của con... Rồi, ông này xuất hiện rồi, sao đây? Thật sự có một ánh sáng SOS. Ý tôi là wow, các bạn phải giỏi lắm mới tìm kiếm được mọi được hướng. Con The Blue King vừa mới đi ngang qua luôn kìa. Wow, đó là The Blue King. Chính xác rồi. Giờ sao? Rồi bây giờ là tụi mình sẽ đi lại đằng kia. Đến đây là một sai lầm. Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây nhanh chóng. Tất nhiên rồi. Ui máy khoan nữa các bạn. Có điều là có thể giúp ta thoát khỏi đây. Đây là cái đồ có giúp tụi mình thoát khỏi được cái chỗ này. Oh no, cái gì vậy? Con nào vậy? Con này là màu gì vậy? Màu chanh nè. Một con quái vật mới nhưng mà mình chưa thấy được mặt nó. Hãy xem ai đã quyết định xuất hiện. Ta có một bất ngờ cho các ngươi. À, rồi được rồi. What, cái gì vậy? Trời ơi, chỉ còn có vài người thôi sao? Vài người như này nó khó lắm hả? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là tìm 15 bình ga. Đây, mình đã tìm được một bình rồi. Không có gì khó hết, các em cứ bình tĩnh, đừng sợ. What, con đó kia anh em, biến hình nhanh lên. Wow. Cứ đứng im đi, đừng có chạy. What, nó có cái cánh đằng sau lưng, nó có cái chống chống của Doraemon đằng sau lưng. Chống chống che à. Nó gặp mình bay lên cao. Là sao? Bây giờ á, là anh tìm được một cái bình cứu quả nè. Bình cứu quả bỏ đây đúng không? Ok, nó kìa. Biến hình đi em. Nó tới kìa. Anh em cẩn thận. Trốn đi. Ôi, gì vậy? Sao nó biết mình ở đây mà nó đứng ra đây vậy? Đi rồi. Wow, bình tĩnh. Đâu, một đứa bay, đứa nào bay vậy? Cái con này làm cho mọi người bay à? Uê, con Green các bạn ơi. Rồi, hay lắm em ơi. Bên đây có không? Bên đây có hai bình nè. Từ. Đây. Wow, biến hình nhanh lên. Con đập luôn. Ui, suýt tí nữa là mình bị con Green nó bắt rồi. Thấy chưa? Trốn vô đây. Hình quá, khó luôn quá. Chỉ còn có vài bình nữa thôi anh em. Đi em. Ui, hết hồn. Là hết hồn con ếch này. Đây là con ếch trong team mình. Đây, tụi mình sẽ bỏ cái bình này lên đây nha các bạn. Đấy, còn mười mấy cái rồi. Còn ba cái nữa. Ê, có sao không? Ui, hết hồn luôn á. Rồi. Trời ơi, nó dồn hết một cục vô đây rồi. Hai đứa kia thì sao? Rồi. Đây, hai đứa kia đây. Nhìn tụi nó các bạn. Hay lắm, Miner ơi. Từ từ em ơi, bên đó có con quái vật á. Bên đó có.
Đi. Đúng đường không? Ê khoan, quay lại. Trốn đi con Blue kìa. Ây da, hú hồn con tròn. Đừng em. Trời ơi, sao Vũ lại đây bó tay rồi. Rồi. Ơi mình di chuyển nó bắt được mình không ta? Rồi. Rồi. Ủa chưa hả? Thấy hiện lên chữ tưởng đâu được rồi. Oh yes. Hay lắm Miner à. Chúng ta đã tìm được gọi là 15 bình hãy hy vọng điều này có tác dụng, 15 bình cứu quả và nó sẽ tạo ra một cái lực để cho cái khoang này nó hút vô cái cửa này. Xem được không nha. Ô! Cái con gì bay ra vậy? Ây da trời. Oh no. Ông cụ gọi là hả? Ôi đây, ông cụ đã tỉnh rồi. Trời sao qua đi. What? Wow! Sao tình lên trên này vậy? Rồi, cái này là chỉ có 15 phút thôi. Khứa áo xanh đang nói với mình biết bạn. Được rồi mọi người, hãy thử lại lần nữa. Vậy là lần này 15 phút để chiến thắng. Chúng ta chỉ có 15 phút thôi. Thu thập tất cả những cái lúc kia bạn vừa thả ra và tôi sẽ để ông này xuống. What? TNT. Và lần này sẽ có một gọi là gì đấy. Rồi xong, các bạn nhìn nè, còn bao nhiêu người? Trời ơi, đúng 3 người luôn á. Rồi đi tìm cái gì đây? Đi tìm mấy cái này đúng không? Hồi nãy tụi mình làm cho nó cái này nó văng ra, bây giờ mình phải đi tìm các bạn ơi. Kia. Được một cái nè. Đấy, trời hên, hai cái luôn. Đấy, càng gần. Ui! Con kia núp anh em, núp vô. Con đó nó bắt được. Ê! Thằng Huy, sao không núp đi? Huy! Rồi xong rồi, trời cái gì vậy? Oh no! Trời! Nó tập bay cho thanh niên này. Trong chống che kìa Huy. Này thì AFK. Trời ơi, ai cũng núp giờ, ai cứu được giờ. Rồi không sao. Chúng ta cứ bình tĩnh. Ui cái con nó tính ra nó chạy nhanh các bạn. Trước mặt mình là con Rin, giờ sao ta, còn 6 cái nữa các bạn. Thời gian đang tính. Trời ơi, cái này căng nha các bạn, căng nha. Hay lắm, mới vô là tụi mình đã tìm được rồi. Các em chia ra đi, phải hỗ trợ cho đồng đội chứ. Các em trốn đây ghế đâu được. Phải hỗ trợ thôi các em à. Chúng ta đừng có đứng ở đây trốn hoài. Đừng giống như anh. Các em đi. Ồ, no. Rồi. Xin vĩnh biệt Phong. Ồ, hên quá. Tưởng đâu là Phong bị bắt rồi. Ê, cẩn thận. Cẩn thận. Blue. Cẩn thận em ơi. Đây, con ếch này nó vừa tìm được cái con cục này. Blue. Em ơi, Blue. Trời ơi, nó quăng cục này luôn các bạn ơi. Rồi. Một đứa bị Blue bắt rồi. Ê, chà. Cái cục này nó lăn ở đây rồi. Trời ơi. Ui, 2-3 cục ở đây luôn các bạn. Hên quá. Ở đâu mà nhiều vậy? Anh em trốn. Ôi, à mình trốn vô cái này là rớt à đúng không? Ê, rồi, đi. Không sao. Nhanh. Chạy về. Ê, khoan, ở bên này còn. Quay, biến hình, cẩn thận, biến hình. Ê, biến hình đi các em. Trời ơi, biến hình đi, chạy đâu vậy? Rồi, xong một đứa. Trong chống che kìa Phong. Úi giời ơi, sướng nha. Ôi đã ghê, đưa đi đâu vậy trời? Rồi đưa lên tới thiên đàng rồi. Chúc mừng em. Rồi được mấy cái rồi. Hồi nãy quá trời mà. Hay quá, Miner nó còn. Wow. 6 cái rồi các bạn ơi, cố lên, còn 4 cái nữa. Rồi 4 cái nữa là mình biết ở đâu rồi đấy. Mình nghĩ là nó ở trong cái chỗ mà con màu tím bạn. Con tím là con khó nhất các bạn ơi. Hãy nhìn kia, chính là thời gian đang đếm. Các bạn thấy TNT không? Và ông cụ đang đứng trên kia. Và bây giờ TNT nó đang gần nửa, hơn nửa đường rồi. Trời ơi, còn một cái nữa. Kìa các bạn nhìn nè. Được rồi. Kìa, con ếch đang trượt dây qua các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là còn một cái nữa. Ở đâu ta? Nó không hiện lên cho mình ta. Mình thấy là sắp tới nơi đấy. Ô, đây rồi, mai nơi rồi. Hay quá em ơi. Wow. Rồi đem về đi em. Cẩn thận coi chừng nha. Rồi, về tới nơi rồi các bạn ơi. Ôi, trời ơi, sao dục vậy? Sao dục? Thử thách à. Rồi, đi lẹ. Yes. Woo. Yeah, cứu được ông cụ rồi, mọi người làm tốt lắm. Hay quá, ông cụ đang leo xuống các bạn. Ủa sao hồi nãy không leo luôn, giờ leo trời. Wow. Rồi, yeah, được chơi trò chơi luôn mới chịu á. Sướng dữ, còn có 3 người giờ sao? Rồi xong luôn, còn 3 người luôn. Rồi, đừng lo lắng. À, ta ổn, không có thời gian để lãng phí đâu. Con biết mà, nhưng mà bây giờ sao? À, kế hoạch trốn thoát đầu tiên của ta đã thất bại, nhưng thực sự còn một cách nữa.
đó là chúng ta sẽ thoát thông qua tàu lượn màu cam. Trời, chúng ta cần tìm cách để gọi là qua này. Giá như chúng ta có thể tìm một ít bánh để mình gọi là dụ cái đó các bạn. Kìa, cái gì vậy? Ê, con này con gì? Con này là con gì ta? Saiyan à? Saiyan các bạn, lục lam đúng rồi, cái màu đó là lục lam, là Saiyan á. Wow, con này là phải núp à. Rồi, hãy xem con còn bao nhiêu người. Ôi sao con có 3 người vậy? Trời ơi là trời. Trời, nấu ăn à. Cái này là tụi mình nấu ăn các bạn. Rồi, tập trung vô Miner ơi. Em phải làm, ở đây đây, trời ơi, nấu ăn đi mấy em ơi. Đây có mấy cái nè. Đấy, rồi từ núp vô. No. Ây da. Wow. Shit, tí nữa là bị bắt rồi. Né ra cho nó ra em, chặn đường nó làm gì? Né ra cho nó ra. Ê, nếu mà nó bị kẹt. Khoan, nó không đơn giản là bị kẹt đâu. Từ từ, nó ra đường này đó, thấy chưa, nó không đơn giản là bị kẹt đâu, đừng có cười nó. Rồi, hên quá, ở đây có ông ta. Ê, nó phát hiện ra mình kìa. Ê, nó phát hiện ra mình à. Ui, là sao? À, trong đây là có chỗ đua xe nè các bạn ơi. Rất xinh boy. Trốn mà không được di chuyển nha anh. À, vậy là mình khi mình gặp nó là mình phải đứng im vậy nè. Trốn. Ok, em biết rồi. Vậy là khó à, ca này khó bạn ơi. Ca này là không khó vì quá khó luôn á. Trong đây có gì không? Trong đây trường đua các bạn ơi. À, trong đây nó cũng an toàn. Ui, trong đây có UFO nè. Có gì để tìm không trời? Ui, trong đây không có gì vậy? Ừ, giờ ra mới khó nè. Không vô cánh cửa này một lần nào nữa. Tại vì có gì trong đây đâu. Kìa Miner, kìa Miner, kìa, hay quá. Anh gặp được em, anh mừng quá Miner ơi. Ui, nó tìm được 8 cái luôn. Yeah, tuyệt vời. Nó nhìn mình kìa các bạn ơi. Nó nhìn mình kìa có sao không? Không di chuyển đúng không? Hên quá. Còn một cái nữa thôi. Miner nó gánh rồi. Hồi nãy thì có bạn ếch, bạn cũng gánh luôn. Hay lắm. Nhưng mà nãy giờ mấy con này đâu bắt được mình đâu. Mình là chuyên gia núp mà. Thánh núp. Oh no. Ở đây nhiều quá các bạn. Hey. Hello. What your lem? Ừ, con Saiyan, con Saiyan kìa. Khoan, từ từ. Con Saiyan em ơi. Con Saiyan kìa, đuổi theo kìa. Wow. Saiyan đã nhìn giống một khủng long. Yes. Win rồi đúng không? Chiến thắng rồi đúng không? Hồi nãy mình tìm được 2 cái cũng có góp công nha các bạn, không phải là gì đâu. Yeah, cái cục này lăn xuống rồi. Sao nữa? À, nó ăn các bạn. Yeah, tụi mình thoát rồi. Chúng ta đã làm được, bây giờ let's go thôi. Rồi, ủa mình đâu rồi? Còn có ai ngủm không? Không ai ngủm hết. Rồi, lên. Rồi, lên chết rồi. Kìa, nó đang dưới kìa. Rồi, từ từ, giờ sao? Đi vô à? Ở vô đây có sao không? À, đi theo ông cụ, đi ông cụ đi trước coi con đi sao cho. Con bảo vệ ông cho, đi sau lưng bảo vệ ông cho. Ông đi trước đi. Ông mình rất là kính lão đắc thọ nha các bạn. Cho ông đi trước đi, mà đi sao cho chắc, ghê quá. Đây, hang động pha lê, wow, nghe tên hấp dẫn vậy. Vô có sao không đây? Vô có sao không ta? Thôi cứ vô đi, nãy giờ mình cũng có công rồi. Oh, wow, lên đây à. Làm gì đây? Lên ghế ngồi. Ơ, rồi. Ủa, vô. Sao tôi nói cho mình ngồi ghế trước? Chọn một chiếc xe đẩy và đi vào. No, mình ngồi ghế trước à. Mày này sao? Sao mình biết rẽ phải hay trái? Ơ, what? Ủa là sao? Trời, mình không biết mà cho mình đi trước nữa thì thôi luôn á. Nghiêng sớm và giữ. Trời ơi, cái này sao trời? Không hiểu luôn. Nghiêng là an toàn, đừng lo lắng, bạn không thể ngã. Ôi khoan. Ủa,
sao đứa nào biết không đi trước đi, tự nhiên đi sau, bây giờ mình sao biết đâu. Ủa giờ sao, giờ sao? Tụi nó kêu rồi, ôi sai rồi, đường này exit trên đây mà. Rồi xong luôn rồi. Oh no. Mọi người đâu rồi mọi người ơi? Sao còn có mình anh vậy? Ôi exit nè. Ôi con Orange con... Ủa sao còn mình vậy, con mấy đứa kia đâu? Rồi rồi xong rồi, tới đây là xong rồi. Rồi rồi tới đây là hiểu rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi luôn. Ôi ôi cái gì vậy? What? No! Đi 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 theo cái này à. Trời ơi con sai hình các bạn ơi. Quẹo 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 quẹo. Ê! Mình bấm quẹo rồi mà. What? Thôi coi mấy người này người ta chơi. Dù sao thì mình cũng được tham gia cho các bạn cùng coi rồi. Quẹo quẹo quẹo. À mình phải đi theo cái cục đó đúng không? Hồi nãy nó ghi là follow, follow là đi theo các bạn. Rồi. Yeah, tới nơi chưa? Làm ơn. Wow, xong rồi, xong rồi. Mở cửa đi em. Exit rồi. What? con sai hình nó dí theo nó té. Kìa đó kìa. Ơi trời ơi, thôi chạy đi, chạy đi trời. Chạy đi em ơi, sai hình đuổi theo sau lưng kìa. Chạy đi. Giờ mình phải cổ vũ rồi các bạn chứ biết sao giờ mình ngủm rồi. Rồi rồi, chui xuống, đúng rồi. Sai hình nó đang đuổi theo sau Miner các bạn. Đúng rồi, phải biết đường chạy nha, phải biết đường mới chạy được á. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Kiểu này không ổn rồi, nó dí nhanh vậy. Chạy nhanh lên em ơi. Anh kêu giảm cân đi không nghe bây giờ phải không? Bí phèo chạy đâu có nổi đâu, chạy gần bắt rồi kìa. Rồi sắp chưa? Chưa qua. Rồi, vô. Chuyện gì sẽ xảy ra với con này đây? Ê bị kẹt rồi, con Siren nó không qua được. Rồi nó quay lại rồi các bạn ơi. Bỏ cuộc rồi, bỏ cuộc rồi. Ê. Ôi trời, còn cho nữa chứ. Wow. Wow, thắng rồi hả? Vô. Yeah. Tụi mình thắng rồi. Lần này là Miner gánh team. Rainbow French. Quá tuyệt vời. Các bạn thấy chưa?